cháu sẽ cho các chú ăn thử các loại bưởi. Thứ nhất là bưởi đỏ Tân Lạc hái ở vườn nhà cháu này. Đây là bưởi đỏ Hà Nội, thì hai cái dòng này bây giờ đều là không ngon nữa rồi. Thì cháu chỉ cho so sánh về cái tôm ráo và nát như nào thôi, và hai nữa là cái màu sắc của tôm. Ở đấy tôm bưởi, ví dụ cái màu nào đỏ đẹp hơn, ví dụ Tân Lạc hoặc Hà Nội, xem là cái màu tôm nào đẹp hơn, là tôm nào ráo hơn. Tiếp theo là cháu sẽ cho ăn bưởi Quế Dương quả nhỏ, đây cũng quả nhỏ mà nó gần hỏng rồi đấy. Xong tiếp nữa là cháu sẽ cho ăn bưởi bưởi Dương chín chớm, cuối cùng là ăn bưởi diễn xít. Nghĩa là bưởi diễn này hết cỡ ngon rồi, ăn ở nhà cháu là hết cỡ ngon rồi nhé. Và bưởi Dương sớm để so sánh các giống. Bây giờ là ăn đầu tiên là bưởi đỏ Tân Lạc. Diễn và diễn sĩ đỏ Tân Lạc nha, là nó chín ở tháng mấy đấy, ăn vào tháng mấy Ra đấy, ngoài ở đây đúng đúng à, nó ăn ở tháng mấy nhỉ, đỏ Tân Lạc cái cây nó ăn từ tháng 10 đến tầm này, tháng 10 tầm này thì vẫn muộn, là nó tính vào cái tháng 8 tháng 9 tháng 8 thì nó không có, nó có một cái giống Tân Lạc chính là tháng 9, nhưng mà giống đấy lại không sai bằng giống này, à, giống này sai hơn. nó phải ăn sớm đấy, thì ăn vào tháng 9 tháng 10 được, cái ăn muộn quá nó cùng với cái thủ diễn này chết đòn, Nó chết rồi, đúng rồi. nó diễn nó vào cả thằng cam canh nữa. Đấy. Cái tháng 8, tháng 9, tháng 10 là nó ít ít quả. Thực sự bây giờ là cái bưởi tháng 8, tháng 9 là đang thiếu nhiều. Mà 9 tháng dân 10. bắt đầu có đất cái gia công được diễn. Cho 9 nên tháng đến giờ là 10. cảm thấy diễn đã bị bão hòa. Bão Có hòa thì là mình không sợ, là vì nó cứ nó rẻ thì ngon vẫn rẻ, ngon nó ngon vẫn bán được. Thế ngon nhưng thì có nó mỗi vẫn cái bán được. là mình muốn là thu hoạch nó có một cái thời gian nó nhiều. Và Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Đó. bà thuê 9 mẫu bưởi, làm mỗi nhà được 2 mẫu thì cần gì phải làm gì khác, Mà không cần phải đi đâu làm không cần đi thuê. đâu, chuyên sâu tất vào nó luôn. Đào đường đấy, Đây là đường Tân Tân Lạc Hòa Bình. đào đào đỏ đào đỏ Tân đào Lạc. đường đấy. Mọi người tự lấy ăn giúp cháu tí nha, để cháu gọt cho nhanh. Tôm đường đấy, Đào hỏi tôm chả được. không vâng Đây anh ấy ngồi đây. đào đào đường vừa ấy vặt đấy, bưởi tươi mời đào đi. Cái này tôm thì nó không 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 được đẹp, nó nát. Mời bác, mời các chú các cháu nhé. Sáng điện suốt điện bắt đầu đi là bắt đầu ăn điện lên đấy, anh bảo là trông em được nhá, tắt mắt ăn không được, em vội mình lắm. Còn bây giờ thuyết mời đẹp các nhá, không được. Đây là đào Hà Nội thằng này. Này này, cái thằng này là không ăn được đấy, đấy là bưởi Tân Lạc Hòa Bình, trông thì rất đẹp mà không ăn được. Còn đây là bưởi Hà Nội này, thì sợ chú nó biết là bói, cháu nó vừa mới hái bói này. sợ Bói nó thì bói nó chưa phải là chất sợ lượng nó cuối bói nó cùng, chưa có chất lượng chất lượng nó không 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 phải là cuối cùng, mà cháu chỉ bảo các chú là so sánh về cái tôm và cái màu sắc của cái múi cái tôm nó đẹp hay không đẹp thôi. Còn về hàng hàng nó còn bói thì nó này còn nó vẫn còn còn vẫn ngon hơn chứ, đúng không? Đây trông thì đẹp đấy cái này thì đẹp hơn này, cái này tôm nó đỏ hơn này, tôm đỏ au, múi nó sẽ ráo tôm hơn. Đây là chú này, đấy là đây là hàng bưởi đỏ Hà Nội này. ở Hà Nội. Anh quay phim thì ăn xong. Rồi rồi cứ làm đi. Cái tôm này nó màu nó đỏ hơn và nó khô hơn, khô khô tôm khô thêm nó đẹp hơn. Bắt đầu cháu sẽ cho ăn tiếp bưởi Quế Dương nhé. Hà Nội ngon hơn là Mà thằng Hà Nội là cũng bưởi bói đấy, bưởi bói đấy, thế là giờ so sánh bói nhưng mà tôm với lại cái tôm ráo hay là bói nhưng nát. nó lại ghép vào cây bưởi diễn nhỉ. Ăn nó có vị, tôm giòn có vị. Thằng kia thằng kia tôm là nó nát, nếu mà độ sai thì nó xanh nhất. Tôm nát mà ăn thì không có vị gì. Cái thằng Hà Nội này là nó chín vào bao giờ? Được không ạ? Nó cũng chín vào tầm gần Tết đây này. Chú ăn bưởi Quế Dương này. Anh
thôi. Cũng già quá đấy, suốt ngày cày cấy thành ra già rồi. Hơn nào được bao nhiêu chắc với dương này đồng bảy tiếng rồi. Múi nó cũng vàng ươm chứ nó không có loại đỏ đâu nha, đừng có ai nghe bưởi đỏ nhé. Cháu là năm nay bao tuổi? Cháu 34, năm sinh năm 83 mà. 83. Nhưng mà lúc này chắc nó lát múi. Đúng rồi. Để nó quá. Đây là mình đang bưởi gì nhỉ? Bưởi dương. Bưởi dương. Ăn tháng 9 à? Đúng rồi, ăn tháng 9. Còn tiếp theo là ăn bưởi diễn nhá. Và diễn xịn luôn. Tem mát đầy đủ. Bưởi diễn này ăn thì phê đó. Không thế nó có giá như thế mà bán tại nhà nó chưa kể ra siêu thị người ra cái thứ đó. Cho nên thì mình khá được. Nếu như dòng sản phẩm ra còn rất là này. Một cái rất là bán được. Chất lượng nó có như bưởi chạch không? Không, chất lượng hơn chứ. Bưởi chạch nó mát mát. Cái này nó ngọt sâu hơn. Tôm giòn, ăn giòn. Còn bưởi chạch nó dễ làm. Quế dương còn dễ hơn. Quế dương dễ hơn à? Quế dương trông cây nó to mà... Nó phải đủ đáng sâu ảnh tốt lắm. Đấy thì ngọc cũng hạn hán chịu được hết, chắc là cũng dễ làm. Nhưng khó tính nhất của thằng chạch thì lại không chịu được ngập. Khó tính ngập thì chết vẫn là bưởi diễn. Đúng rồi, bưởi diễn không được bưởi đỏ, bưởi đỏ Tân Lạc thì nó cũng chịu cho bệnh kém. Bệnh nếu mà Tân Lạc thì nó hay bị cái bệnh gì sát gì nhiều lắm mà. Mà cây nó chịu nước kém. Đây là mình đang ăn diễn xịn đấy. Nhiều thứ quá. Không nhớ lại nào. Không nhớ. Tí cháu vẫn ăn nhiều vậy nè. Nó giòn. Xịt rồi. Thì em lấy cho bưởi Trung Quốc nữa. Thì ăn để biết. Bây giờ ăn bưởi đường chín sớm. Đường chín sớm. Tầm này ăn thì không ngon mấy luôn rồi nha. Nhưng sao cái đất ở đây mà ăn mũi bưởi nó vẫn có hai... He ngon bưởi diễn này thì là bưởi diễn là vẫn có đầu nhạt và ngọt nhỉ, phải có bưởi diễn là đông thế chứ không phải là đấy, hàng này hàng hít hàng hít vẫn thế, cái mồm nó khôn lắm, nó đá vào đầu ăn cái đầu cuống không bao giờ ngọt bằng cái đầu ở dưới đáy này, cái đầu đó ít nó to là nó ngọt hơn, đường nó xuống mà nhưng mà ăn chín sớm thì nó khác này, chín sớm ăn đều nhau. Đường chín sớm này vỏ mỏng như cam, nó vào tháng mấy nhỉ, nó chín vàng hay là chín ấy, chín vàng chanh thôi, cũng màu vàng như diễn này. Nhưng mà vàng chanh thôi, nó không diễn như đường. Nhất là cái thằng chín sớm này thì nó chín vào cuối tháng 8 âm lịch nhá, để sang đầu tháng 9 thu cũng được nhá. Tháng ít thì hay đấy, là bán dễ, lấy đầu ra quá dễ luôn, ít hoa quả mà này ngọt còn hơn cam canh. Tí nữa cho lấy cam canh cho ăn thử luôn. Ôi trời, lấy cam canh cho ăn. Bây giờ đương đương như thế là làm bưởi. Bây giờ không. Bây giờ có đương tìm tìm hiểu bưởi là bưởi ăn sớm rồi. Cứ phải bưởi ăn sớm. Bưởi ăn chín chắc cũng không được. Thơm, lật chanh chăn ở ra thơm. Phải phủi kia cho bớt nhân khô, tươi nâu nhé. Tươi nâu và nó mãn nó đẹp. Đây, chấm một chút. Chín sớm, bưởi đường chín sớm. Quả nó to, quả của nó có đều. Đó là bưởi diễn đấy. Quả anh ngồi kiếm quay cho lúc. Thôi cứ ngồi đi. Ăn đi, bảo ăn đi. Thử xem đi. Bây giờ ăn thì ăn từ đỏ này sang đỏ này. Quế dương. Xem quế dương. Quay luôn cả khách ăn thì còn giới thiệu. Hôm nay chủ yếu là xem nhiều clip cho nên là cũng muốn giới thiệu tất cả khách đến ăn rồi. An toàn quả bé. Không phải bé to nhưng nó đã muộn rồi, cũng như thằng diễn mà để diễn để muộn quá.
tháng này anh đưa làm đấy cho bưởi mẹ bưởi cốt nói như là bưởi thì thường thường cái quả bé nó ngon hơn bưởi diễn các cái quả bé bé nó tháo thì nó ngon. Đây bây giờ còn một quả Trung Quốc cuối cùng dọn cho khách hôm qua. Nhưng mà loại này ăn thì ôi giời ơi. Đây này cái bưởi anh quay vào này. Cái bưởi Trung Quốc thì cái quả của nó hay bị thở trong rất là to này. Rỗng. Để vừa bản rỗng, tên. Rỗng rỗng trầm. Đấy, mà ăn thì nó là chua chứ nó không phải ngọt như quảng cáo nhá. Không phải là bưởi ngọt đâu nhá. Đây là bưởi vàng Trung Quốc. Vàng. Quả này 30.000. Nó bán hàng năm 30.000 quả. Là to. Ừ, cái này thì đất này chó nó to như con gà tây này. Chụp sợ. Đây là bưởi là em mua chứ không phải là bưởi của nhà đúng không? Làm ra đúng không? Đây. Giống. Đây này không. Đây. Đây nó bán bưởi cuối cùng đây này. Các nhà nó cứ bán nó bảo bưởi gì. Các nhà nó bán nó bọc nó bán nó bảo bưởi Hưng Yên. Lừa nhau rồi. Vâng, nó bảo bưởi Hưng Yên mà. Bưởi này liên quan là gì? Này. Nó khô mà khô trong như là kiểu sống. Công nguội. Bưởi này thì tôi nói. Đây này. Ăn ít thôi anh đừng cố. Trông đã thấy là không được hấp dẫn. Không, thế là cái quả này khô. Yeah. Còn các cái quả trông đã thấy không được hấp dẫn. Đúng rồi. Ăn rất là ngon. Chua. Ừ. Người ta rất sợ. Đấy này chưa, nó chua chua hết. Có, tôi không ăn nhưng mà có người ta mua. Nhiều người ta mua về người ta ăn mà cũng được về Mỹ. Ừ. Bởi Mỹ à, chua gì? Nếu bởi Mỹ thì chua. Đấy, không, bởi Mỹ là chân rốt. Chân rốt của Mỹ là nhiều nước. Đấy, sợ nhỉ. Nó bọc, nó vào. Như gà Tây mà.